Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay bếp ga cho bác đây. Hiện tại thì em đang sở hữu được 20 chiếc bếp ga, cũng phải loại là hàng siêu kinh điển để bán cho các bác trong dịp Tết này. Và cũng chỉ có 20 con này nữa là hết rồi, cũng mua nữa cũng không còn nữa rồi. Vì tầm này là tầm dịp cuối năm rồi, tầm năm này nó quá ế ẩm. Thật sự em đi buôn nghề từ năm 2008 đến giờ bước chân vào nghề cũng chưa thấy bao giờ năm nay kinh tế nó suy thoái như năm nay. Từ những người công nhân, rồi từ những người lao động, rồi bản thân những người kinh doanh như buôn bán như bọn em, thì năm nay buôn ít thì chết ít, mà buôn nhiều thì chết nhiều. Có vậy thôi. Đấy, cuối năm rồi cũng mong thu ở đồng vốn về giả lợi chủ hàng thôi, chứ cũng không mong là giờ là ngái lời rồi. Bác nào mà đang quan tâm đến bếp ga, mà đang cần mua bếp ga, sắm bếp ga gia đình nhà mình, thì các bác nào quan tâm thì có thể xem qua video này. Đấy, các bác đi so sánh chiếc bếp ga và vừa xem bếp, không cần là phải mua hàng nhà em, mà các bác xem bếp đi lựa chọn là cái bếp, chọn cái bếp nào nó bài cho nhà mình dùng. Đấy, đỡ bị bịp và đỡ bị mua hớ. Đấy, giá thì cũng giá chung rồi, đắt thì cũng chả bán cho ai được. Tầm này xác định là bán, một là về tiền, hai là âm vào thịt, chứ bảo là lời là không có đâu. Đấy, thì bác nào lấy thì alo ôm 2 số điện thoại kia nhé, 0975 360 433, dưới là 0377 996066. Kênh thì ăn kênh hàng Nhật Bái Thanh Lâm. Đấy, bác check YouTube ai biết chứ hàng Nhật Bái Thanh Lâm là ra kênh em luôn. Đấy, nhà em thì ở Linh Giang, Hải Dương. Bác nào gần thì qua em xem hàng, check hàng trực tiếp. Đấy, ship hàng thì em ship hàng toàn quốc. Đấy, bác nào lấy thì cọc cho em tiền, cọc ví thử ở trong Nam thì cọc cho bọn em là cọc 1 triệu. Đấy, nhận hàng thanh toán tiền nốt. Đấy, còn ở gần ship xe được, tức là bác nào nhận ship xe được thì cọc 500 ngàn cho bọn em. Đấy, hàng thì em quay như video. Đấy, giờ nó cũng khó khăn lắm rồi. Đấy, bác nào thiện chí mua thì alo em. Còn bác nào mà là thợ đấy mà không muốn bỏ vốn rồi đấy, mà cứ muốn người ta làm sẵn cho bắt gửi hình ảnh xong bán cho khách, khách ưng thì mới mua, không ưng thì thôi, thì đừng có gọi em, thì đừng bảo em gửi hình ảnh em gì. Em chỉ gửi hình ảnh khi các bác bỏ tiền thôi. Đấy, cũng bảo thẳng luôn. Đấy, bác là như vậy. Vì là cứ gửi ảnh xong các bác cứ đi mặc cả gì mặc giấc đâm là lộ hết giá, mà cuối cùng giờ đã đi buôn về tiền mới đi buôn âm tịt rồi, xong lại còn cứ đi mặc cá làm cái gì. Bác làm cả ưng mua thì gọi, mà cảm thấy mà không ưng thì tốt nhất đừng gọi làm gì cho nó mất thời gian nha. Bớt thì dầu em cũng không bớt đâu. Đấy, máy thì em quay đây. Đấy, sơn là sơn zin 100%, đính vào hạt sơn ta là tặng cái bếp này luôn. Đó, tất cả là sơn zin vách viết nét căng luôn. Còn cái bếp sức mờ mờ thì vận chuyển không thể tránh được. Đấy, làm sao nó phải 1910 thôi, chứ em không phải là bếp em bếp túi đập hộp đâu. Đấy, ni lông con này còn chưa bóc đây. Đấy, con này còn chưa bóc ni lông này. Đấy, hai bên là trên bóc ni lông đâu nhá, bên này cũng vậy này. Đấy, con này thì gần như là tuyệt chủng luôn. Bởi vì tại sao cái dòng này ít khi được xuất hiện vậy? Các bác thường chỉ gặp Zinline mới gặp đấy. Cái dòng này dòng đặc riêng. Đấy, tức là nó sản xuất theo form của Zinline, nhưng mà đặc riêng hãng logic. Nó khác cái gì thì lát em sẽ quay cho các bác có xem cái chất máy ạ. Chất mặt tiền thì bao bác không một vết xước luôn. Toàn bộ là nó led căng xà beng luôn. Đấy, full luôn. Con này có rất nhiều chế độ nhá. Chế độ hầm xương này, chế độ này, bên đây chế độ cơm này, chế độ nướng bánh mì, nó rất nhiều chế độ nấu ở bên này. Nó gần 4 chế độ nấu, nấu cơm, nấu cháo này, còn nấu linh cả cái gì đấy, rất là nhiều chế độ. Đây còn đây, bên đây thì là hẹn giờ. Hẹn giờ hai bếp, bếp trái bếp, bếp phải, đồng hồ bên này. Bên này thì có đun nước, và đun nước sau 5 phút thì tắt hay là tức là ủ sôi, lúc nào cũng sôi đấy. Đấy, trong vòng 5 phút đấy. Còn đây là khóa 3 giây. Đây là chế độ chỉnh nhiệt độ để bác rán nấu linh hầm. Đấy, bên đây đồng hồ riêng cho chế độ hẹn giờ. Đấy, có riêng qua tính năng bác nhá. Đấy, bếp thì vào check sau. Đấy, vách đây, vách không một vết xước nào luôn, nó đẹp keng xà beng luôn. Đây, đây má bếp đây, em quay luôn, camera dí sát vào thì quá được nhìn cái má bếp nha. Em bảo má bếp thì quá được nhìn nha. LW2273TC. Đấy, còn một cái má trên này nữa là má gì thì em chịu này, em đọc lốt các bác này, quá check này. L thấp L cao gạch ngang W2273TSSIR. Con này bắt đầu sản xuất vào tháng 1 năm 2019, là bắt đầu xuất xưởng. Em tiếc sơn zin 100% nhá. Đấy, không chắc chắc gì nhá. Đấy, con này thì mặt kính này, mặt kính con này thì siêu hiếm luôn, mặt kính Vân Cado. Đấy, cực hiếm luôn. Đấy, họng ga thì bây giờ em tháo vào kính em quay cho bác và em giới thiệu bác tại sao những con Nozit này đắt. Để giải thích bác, nhiều bác thì cứ bảo là tại sao Zinline này rẻ hơn Nozit, mà sao nó thương hiệu rồi giải thích cho các bác hiểu không? Em thì bếp nào em cũng bán, nhập về bao nhiêu bán như đấy, nhưng bác nào mà biết sơ mua cũng con bếp chất thì dùng cả cuộc đời. Đấy, đây, tại sao những con Novit thì nó có đắt? Đấy,
nhiều ông bán bếp không giải thích cho người ta được. Đó, ốc cho các bạn nhìn. Một điều ghen xà beng luôn. Vứt ra ngoài. Mua ra ngoài. Đây. Đây sơn thì sơn zin 100% nhé. Thế nhá, sơn zin hết nhé. Đấy, không phải sơn xi lại nhé. Đấy. Tại sao những cái bếp này nó bàn và đông người, những dân chơi người ta hay cái tìm mua cái này. Có nhìn thấy họng ga chưa? Ơ nhìn chưa? Nó là họng ga đúc, nó dày bằng ngón tay này của em. Nhiều bác bảo là bếp ga Nhật dùng thì bền, nhưng mà cái họng ga này từ 3 đến 5 năm là nó hỏng. Nhưng mà các bác phải hiểu này, cái này là cái đúc thì nó khác với cái thường. Thì lát em lại quay một cái thường cho các bác nhìn. Thì các bác phải dùng cái bếp này đấy. Em đảm bảo các bác, em bảo hành cái miệng ga này và cái chia lửa này cho các bác. Đấy, em bảo hành cho các bác cái chia lửa này này và cái họng ga này, bảo hành cho các bác 30 năm. Nếu mà cái họng ga này sau 30 năm nó thủng, cứ alo là em lâm tặng cái bếp khác. Đấy, các bác hiểu vậy. Đi mua bếp là phải biết sành bếp, biết hiểu về bếp, chứ không phải là cứ con xe Honda nào nó bền đâu. Và không phải là cứ Logit nó không có thương hiệu, nó không có đâu. Cái bếp này đấy, các bác check tiền ở bên Nhật ấy, nó đắt hơn con Zina, đắt hơn là con Paloma luôn. Các bác phải biết check giá. Bọn em mua hàng đấu thì bên đấy người ta cũng không phải là gà đâu. Người ta cũng check choác cả đấy, người ta cũng xoay cả đấy, chứ không phải là ối rồi ôi không đâu. Không phải là gà mờ đâu. Đấy, nói vậy để các bác hiểu. Đấy, bếp thì ba các bác không đính vào hạt sơn ta thôi. Từ lòng bếp camera quay các bác nhìn chất bếp. Đấy, một đẹp keng xà beng luôn. Không có một tí rỉ rớp gì nhá. Đấy. Các bác đừng đi so giá. Cũng hai cái bếp giống nhau, nhưng cái bếp hàng đấu nó khác, hàng chọn nó khác, hàng đẹp nó khác. Còn hàng lát, hàng sơn nó khác. Cái loại bếp nó sơn bếp nhèm sơn rồi đấy. Xong nhìn video các bác biết đâu là sơn đâu không đâu. Đây, những cái bếp zin này, các bác nhìn cái tôn này. Nó như thế này cơ mà. Các bác nhìn này, các bác quay kỹ cho các bác nhìn. Đấy, nó có dùng rồi nhưng dùng rất ít thôi, chất này. Nó có phải sơn đâu. Sơn mà nó sáng mừ lên thì các bác cứ bảo lại, ui, bếp này cũ thì dùng rồi. Nhưng bếp kia người ta sáng trưng lên, sáng trưng là nó sơn nhú lại. Còn cái tôn zin ấy nó không mà nó sáng trưng lên được. Đấy. Nghe. Nó đẹp này, keng xà beng luôn, gần như chưa xài luôn, quá dùng rồi nhưng dùng rất ít thôi. Đó, quay vào chất bếp bác. Và tại sao con Logit này nó ngửa nó khỏe hơn mình các anh nghe này. Các bác nhìn chưa? Bác nghe tiếng ga nó phù chưa? Lửa nó rất to, chỉnh nhỏ này, nó nhỏ tí thế này luôn. Bật to là, có nhìn chưa? Nó như là cái miệng hoa chưa đun như cái bếp công nghiệp luôn. Cực kỳ nhanh sôi, ít ga. Đấy, có nhìn này, to như thế này cơ mà. Lửa nó xanh đét luôn mà. Đấy, còn đây, các chế độ lâu đun nấu đây. 4 chế độ cả lâu cơm đun cái gì đây. Đấy, mấy chế độ nấu luôn. Đấy. Đấy, con tắt đi đây. Còn đây hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ cho cả hai bếp. Bếp trái, bếp phải, sáng ô bên này, hẹn giờ bếp bên này. Đấy, sáng ô bên này thì sẽ là hẹn giờ bếp bên này. Đấy, bây giờ em để một phút bếp bên kia đi nhá. Cái tự động nó sẽ tắt nhỉ. À đây, để bên này đi. Đi sang chỉnh độ bên kia đây. Em để bên này một phút này. Đây, một phút này. Được, ok chưa? Để một phút nhá, tự động sẽ tắt này này. Còn đây, bên đây là chế độ chỉnh nhiệt độ này. Đấy, 160 độ, 180 độ, 140 độ, 160, 180, 200. Đây là chỉnh đun nấu tự động sẽ thu bé ga. Đấy, còn bên đây đun nước này. Đấy, đây khóa 3 giây này. Đấy. Đấy, nháy 3 lần thì sẽ khóa và nó không thu ga. Đấy, dùng bác nào đun bếp, dán nấu mà không muốn nó sụt ga thì ấn vào đấy. Đấy, còn đây là chế độ này. Chế độ nướng này. Nướng thì nướng 2 tầng lửa rồi. Đây, các nhìn cái que này biết rồi. Nướng 2 tầng lửa này, lửa xanh ghét luôn. Các nói quay. Ok chưa, lửa xanh ghét chưa, miên man chưa. Đấy. Tăng giảm nhiệt độ thì ở đây. Đấy, nướng 2 tầng lửa. Đây, con này 14 giây nữa tắt này. Bếp thì full 2 tính năng rồi. Nhiều bác cứ quảng cáo bếp nhà em phun chống trào chống cháy từ 2009 trở lên đến 2010, cái bếp nào nó có hai cái cảm biến chống cháy chống trào là hết. Chỉ có bếp đầy cổ thôi, từ 2007 2006 trở xuống thì hãng hữu là sẽ có một bên nó sẽ không có cái này. Còn bây giờ bếp nào chả có cái này, cái này cần gì phải quảng cáo nữa. Cái đồ nó cũng có sẵn rồi. Thôi em chả cần quảng cáo, đây hết rồi, nó tắt này. Đấy. Phun tiếp luôn. Đấy, đẹp như thế này. Riêng hai họng ga này bảo hành cho các bác 30 năm. Đấy. Riêng toàn bộ phần điện của bếp bảo hành 2 năm. Đấy. Bếp khi các bác mua ở nhà em là được em Lâm tặng pin xịn này. Đôi pin của em 60.000 này. Tặng lưới trong chuột này. Đấy. Và bao cả phí ship cho các bác. Đấy.
Đó, trong video em cũng nói sẵn giá rồi. Bác nào xuống nhà em thì em bớt tiền cho, bác nào mà không xuống nhà em thì bác ngày nào em đã bao ship rồi. Đấy, giá trước này em bán cho bác giá là 5 triệu. Đấy, 5 triệu bảo hành 2 năm, bao miệng ga, bao bếp ga này 30 năm. Nếu như mà hỏng, bảo hành cho bác 30 năm. Cứ hỏng một phát em thay đổi cho bác luôn. Đấy, có đồ gửi cho bác luôn, bảo hành cho bác. Đấy, 30 năm. Đấy, nếu như mà cái này nó bị ngoại, đấy, bảo hành 30 năm. Cho bác vừa dùng vừa phá, không thể hỏng được. Bởi vì các bác biết nó đúc mà, nó đúc liền khối mà. Thì các bác bổ dùng 30 năm nó hỏng làm sao được. Đấy, 30 năm sau không hỏng được. Đấy. Đấy, để các bác hiểu là như vậy. Đấy, bảo hành cho bác 30 năm. Đấy, bao bền được các bác. Đấy, chất thì quá đẹp luôn. Đấy, bếp gần như đập hộp luôn. Đấy, bếp xài rất ít luôn, gần như đập hộp luôn. Mà cái mặt kính của nó rất đẹp. Con này nó làm mặt vân cao, cái mặt này hiếm lắm bác. Không phải là cứ có tiền là mua được cái mặt này đâu. À, cái mặt này nó hiếm lắm, mặt vân caro này. Có khi xuống hàng trăm cái bếp mới vớ được một cái mặt vân caro này. Con mặt này nó rất là sang trọng. Con này mà bác nào lên nhà mới mà để vào cái mặt bàn đá thì mình đặng sơ cấp luôn. Đấy, không mua này thì mua con gì. Đấy, giá có 5 triệu bao phí ship nhá. Bao tất tuốt tần tật đến tận tay các bác, giá mới có 5 triệu thôi. Bác nào xuống nhà bớt cho 200 ngàn. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào lấy thì alo hai số điện thoại kia. Em độc nhất có một chiếc này thôi. Đấy, bác nào may mắn thì mua được. Đấy, em chào các bác nhá.